Con của bác này đây. Con đây, con đây. Con 20 tuổi. Đây 20 tuổi đây. Ổn không? Quý vị thấy rõ không ạ? Vâng. Thay mặt cho những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng em trong ngày hôm nay, thì ít nhiều gì đó em cũng gửi gắm đến cho gia đình một phần để mong anh vượt qua cái giai đoạn khó khăn này anh ha. Dạ, em biết rằng bây giờ không có tiền bạc nào có thể mua lại được cái sự mất mát này, nhưng mà em cũng động viên tinh thần anh cố gắng vượt qua cái giai đoạn này thôi. Không biết nói sao giờ. Dạ. Thế bây giờ nói lại tôi từ chối. Bởi vì thực ra tôi cầm đồng tiền này tôi không biết tiêu cái gì cả. Thì thực ra là tôi không biết tiêu gì hết. Tôi rất quý. Tôi rất tiếc. Bởi vì con tôi chết là tôi hết rồi. Mặc dù tôi cũng phải là người giàu có thì tôi rất khó khăn, tôi nhà quê mà. Nhưng mà tôi cầm cái đồng tiền này tôi tiêu vào cái gì? Kính thưa quý vị thân mến, Thành Nguyên đang có mặt tại phố Khương Hà. Dạ, ngõ 29 nha quý vị nhé. Đây, đi sâu vào trong kia đó là cái nơi xảy ra cái vụ cháy. Nhưng mà hiện tại thì Thành Nguyên vừa mới đi vào trong đó ra, nhưng mà trong đó người ta cũng không cho quay phim chụp hình, cũng như là không có cho Thành Nguyên để đi vào ghi nhận đó quý vị. Thành ra là Thành Nguyên sẽ lại trở ra đây. Dạ, thì hiện tại Thành Nguyên đang đứng trước một ngôi chùa. Và trong này thì đang làm cái lễ cầu siêu cho những nạn nhân xấu số. Vâng, thì để Thành Nguyên đi vào đây để Thành Nguyên cập nhật cái lễ cầu siêu này như thế nào cho quý vị cùng đón xem nhé. Thường thường thì đây đa phần là người dân đến cầu siêu cho những gia đình của nạn nhân thôi. Thế còn thân nhân này kia đó thì người ta về lo sức khỏe cũng như là lo ma chay cho những cái hoàn cảnh mà bị xấu số rồi. Dạ. Hiện tại Thành Nguyên đang có mặt tại chùa Phùng Lộc, cái nơi xảy ra cái vụ hỏa hoạn vừa qua đó quý vị. Đây, đây là cái lễ cầu siêu này. Các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tại chung cư số 37 ngõ 29 C70 phố Khương Hà. Đến ngày 14 quý vị thì cái số người thiệt mạng là vẫn giữ nguyên là 56 người và bị thương là đâu đó 37 người. Dạ. May con số đó không có tăng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thế Ta Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Như Thời Phật Tại Sa Vệ Qua Kỳ Đủ Công Cô Đồng Viên Kiều Tăng Thiên Nhi Bánh Lô Tâm Nhân Cơ Giai Thị Đại A La Hán Trung Sa Chi Thức Trường Lão Sa Lợi Phật Ma Hàng Mộng Tiền Liên Ma Ca Chiên Diên Ma Câu Lý La Lý Bà La Chú Lợi Lần Bà Già. Kính thưa quý vị thân mến, sau khi mà Thành Nguyên đi vào cái chỗ mà xảy ra đám cháy đó thì không có nhận được sự hỗ trợ. Rồi Thành Nguyên đi ra chỗ chùa đây mà đang tổ chức cái lễ cầu siêu đó thì Thành Nguyên may mắn gặp được cô ở đây. Rồi cô cũng lại có một người cũng biết được những cái hoàn cảnh trong này. Chỉ biết là một. Chỉ biết là một. Đây. Dạ, dạ. Nói chung là có duyên gặp được gia đình nào thì tốt gia đình đó quý vị ạ. Kính thưa quý vị thân mến, đây bây giờ Thành Nguyên may mắn gặp được một hoàn cảnh người thân của một nạn nhân đang đến làm lễ cầu siêu trong cái khu của sư thầy đang ở đó quý vị. Thì để Thành Nguyên đi vào trò chuyện với thân nhân của gia đình chút xíu xem như thế nào nhé quý vị nhé. Đây này quý vị. A Di Đà Phật. Dạ, dạ. Anh đây là gia đình của nạn nhân. Dạ, nạn nhân. Con của bác này đây. Con đây, con rồi. Đây. Con 20 tuổi. Đây 20 tuổi đây. Ổn không? Quý vị thấy rõ không ạ? Vâng.
rồi thì để Thành Nguyên hỏi em chào anh. Anh cho em hỏi anh tên gì anh ạ? Bản thân tôi tên là Phan Ngọc Diệp. Tôi là Diệp. Tôi có con bị hỏa hoạn ở trong cái đợt cháy vừa rồi. Nên là thực ra là tôi đau xót quá. Em cũng xin chia buồn với anh. Em cũng từ trong Cần Thơ đi ra đây lần. Thì đi ngày hôm qua thì bây giờ mới có mặt ở đây. Của những nạn nhân mà không may mắn thì em cũng muốn đóng góp thêm trực tiếp mà để cho mọi gia đình vượt qua được cái khó khăn này. Em vẫn biết rằng là vào cái thời điểm này đó thì không có tiền bạc nào có thể mua lại được cái sự mất mát này. Thật sự là em cũng rất là lấy làm tiếc và cũng xin chia buồn với gia đình mình. Anh là cái gia đình đầu tiên mà em may mắn em gặp được. Bởi vì khi mà em xin cái danh sách đó thì cũng không ai cung cấp được cho em. Mà em nghe thông tin là cái chung cư mini đó thì dân tứ phương rất là nhiều. Và cũng có người mua đi bán lại rồi cũng thành ra là không có người gốc của đó đó. Hơi khó khăn. Thực ra tôi hiểu ý anh rồi. Thực ra là tôi hôm nay ấy, là thực ra cái tâm trạng của tôi đêm qua là tôi ôm mộ con tôi ngủ, mà anh cứ hình dung cái mộ mộ ngả quê mà tôi không có sợ tí nào cả. Tôi lừa cho vợ con tôi ngủ xong làm nghỉ thôi chứ chẳng ngủ được. Tôi ra mộ. Tôi ôm mộ con tôi ngủ. Xong 4 giờ rưỡi sáng tôi về thì mọi người tôi bỏ đi tập thể dục Mọi người nghĩ thế nào để bỏ tôi đi tập thể dục. Con tôi chết tôi đi ngủ với con tôi thế. Tôi về xong rồi tôi bắt xe xuống đây. Xuống đây với cái tâm trạng là thế nào? Muốn vào đấy để chiêu hồn con mình về. Bởi vì con mình chết ở ngoài đây thì nó cứ phất phượng ở ngoài đây. Thì tôi vào công an, xin phép công an tạo điều kiện vào. Xong thì công an giấy thiệu sang phường. Phường làm nhưng mà không được. Thì tôi lại quay vào chùa nhờ sư thầy tổng kinh. Nhiều người gọi là gọi tổng kinh cho cháu hàng ngày, siêu thoát hàng ngày. Thế bao giờ mình vào được thì mình đưa cháu về trên gọi với tổ tiên về quê. Tâm trạng của mình là nó là như thế, đau xót quá. Em năm nay 55 tuổi rồi, con cái thì nuôi cố gắng nuôi nó ăn học để mình cho nó có cái nghề. Tôi chịu có muốn là nó làm cái gì to tát đâu. Mà con em nó khỏe mạnh, nó đẹp lắm. Mà cháu là thuê không, ở không, đây anh? Cháu không thuê, cháu ở với chú. Ở với chú thì thực ra mà chú, hoàn cảnh chú cũng không có con. Thì nghĩ bỏ thôi mình rồi. Sau này mình cũng cố gắng cho cháu ra để cháu nó hương khói cho chú. Ngày rỗ thì thắp cho chú nén hương thôi chứ không phải bảo là nuôi chú. Mình không mong muốn đó. Mình gọi là hương khói bởi vì mình tạo cho con mình có một cái ấn tượng với chú. Thì để cho chú ở đấy, cháu ở đấy thôi. Thế chứ còn không phải là không phải là mình ở đấy để mình lợi dụng là mỗi tháng đỡ được triệu bạc mình vẫn tiền đem đưa tiền cho chú và vẫn mua đem gạo đem thịt đem rau xuống và chú là tiền. Chú em của anh hay chú sao? Là bố chú ấy, với bố tôi là hai anh em. Chú hoàn cảnh chú có con. Chú thế thì cách đây vào khoảng độ vài tháng thì nó cháu đâu có bố ơi con không ở đấy nữa. Ủa tại sao con ở đây? Bảo chú nói tục. Chú nói tục lắm con không ở. Chú hay nói tục. Ở đây thì con sướng, chú rửa bát, chú nấu cho ăn. Chú không để con phải làm gì nhưng mà chú hay nói tục để con bây giờ con không muốn ở. Chú nói tục con thích. Thằng em nó lại tố chất. Nó ngoan. Đây các bác đây bác biết nó này. Anh bảo một cái thằng 20 tuổi đẹp trai như này cao 1m8 nặng 70 cân. Nào đi qua chị tao bảo sao thằng này cao thế. Nhìn cái sống mũi của nó. Em trai ơi, bây giờ em biết tên tuổi của chồng em này. Em là Phan Ngọc Diệp. Thực ra bây giờ em không biết được đâu. Mắt không nhìn thấy mà tay cứ rụt xuống. Em khóc nhòe mắt ra. 4 năm ngày này. Năm bao nhiêu em? Em sinh năm 69. Dạ. Vợ em ơi. Vợ em là Hoàng Thị Tuyển. Hoàng Thị Tuyển. Tuyển. Tuyển hả? Vâng. Rồi. Cháu là Phan Hoàng Phúc ạ. 21 tuổi. Anh cho em hỏi thì cái người chú thì sao anh? Người chú thì hôm đấy may mắn là không có nhà. Ôi.
đấy. Yeah. Thì chú không, chú đi tập thể dục hay đi đâu thì không, mình không biết. Yeah. Thế thì thực ra là lúc cái mình cho là cái số nó chết, mình cũng chấp nhận là bây mình hiểu ra là số con mình chết. Yeah. Nhưng nó vẫn kịp thời báo. Vâng vâng. Cho bố. Dạ, báo sao anh? Tức là khi 11 rưỡi, 11 giờ 23 phút. Vâng. Về xem lại cái giờ nó gọi ấy, là nó bảo bố ơi, cháy. Thế thì mình bảo thế con chạy đi, xem con xem là cháy trên thì con cháy dưới, mà cháy dưới con cháy trên chứ, để mình thực ra mình cũng không kỹ năng, mình nhà quê mà. Yeah. Không kỹ năng khi chọn hỏa hoạn, rồng nhà nó rộng, mình biết là có chuyện cháy như thế, hiểu làm sao được. Yeah. Nhưng mà nếu bây giờ thì mình đã trải qua rồi thì chắc chắn là mình có kỹ năng mình dạy nó. Yeah. Nhưng mình lúc ấy không có kỹ năng thực sự, thì mình chỉ bảo con chạy đi. Yeah. Thế thì vừa coi như là nói thế cái rồi bắt đầu chắc là anh ta chạy thì bắt ra mở cửa ra thì bắt đầu bôi khói ám cái thì coi như kêu một cái thì là mình cái là coi như mất tín hiệu luôn. Yeah. cái tiếng kêu của nó ấy là bây giờ nó cứ văng vẳng trong đầu. Yeah. Con này rồi không chịu được, xót xa quá, tôi không thể ngủ được, ăn không ăn được nước không luôn đâu. Hôm nay là xuống nhờ xin đại, tức là mình giờ công an rồi giờ để chiêu hồn cháu về. Yeah. Hoặc xong vào nhà chùa, nếu không được thì vào nhà chùa, thì không được thì vào nhà chùa để nhờ sự tổng kinh đặt lễ, tổng kinh gọi cho cháu ấy. Yeah. Thế còn mình thấy cảm thấy là đau xót. Như vậy là cháu ở với chú là đang đi học ở dưới này? Cháu đi học ở ngoài trường Phương Đông, các thầy các cô cũng xuống. À. Cũng lên trường. Đại học gì anh? Đại học Phương Đông. Đại học Phương Đông. Năm thứ mấy anh hát? Cháu năm thứ ba. Năm ba. Thì các thầy các cô cũng khen cháu ngoan rồi, nói chung là các bạn các thầy lên đông lắm. Yeah. Trời mưa như thế mà cũng lên để vào kịp để... Vâng. Thì như thế này anh hát, em thì cũng của ít lòng nhiều, ít nhiều gì đó em cũng thay mặt cho những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng em trong ngày hôm nay, thì ít nhiều gì đó em cũng gửi gắm đến cho gia đình một phần để mong anh vượt qua cái giai đoạn khó khăn này anh hát. Dạ, em biết rằng bây giờ không có tiền bạc nào có thể mua lại được cái sự mất mát này, nhưng mà em cũng động viên tinh thần anh cố gắng vượt qua cái giai đoạn này thôi, không biết nói sao giờ. Yeah. Bây giờ nói là anh tôi từ chối, bởi vì thực ra tôi cầm đồng tiền này tôi không biết tiêu cái gì cả. Thì thực ra là tôi không biết tiêu gì hết. Tôi rất quý, tôi rất tiếc, bởi vì con tôi chết là tôi hết rồi. Mặc dù tôi cũng không phải là người giàu có thì tôi rất khó khăn, tôi nhà quê mà. Nhưng mà tôi cầm cái đồng tiền này tôi tiêu vào cái gì? Nó khổ. Chị ơi, thì đây là em gửi em xin để tấm lòng mọi người để thương khó cho cháu anh. Em là người tận tâm cho con, bây giờ người ta tận trong miền Nam ra em ạ. Thật sự thì em cũng không biết là hoàn cảnh là anh có hay là không có, nhưng mà đây là cái tâm lòng của em cũng như là các nhà hảo tâm đồng hành cùng em. Không có của người ta mà em vẫn tâm hương được cho con đúng không? Nhưng mà đây cái này nó là cả một cái xót xa của mọi người, có tấm lòng ít nhiều em cầm cho người ta theo chị như thế. Em nói thật là cái này hôm nay em đi đây là em không phải là em đi đây là với cái tập thể giải bày cái tâm trạng của em gặp anh ở đây tâm trạng của em rất may em gặp anh. Dạ, nhưng mà thực tế ra là em nói thật với anh là thế này này. Dạ, em nói thật với anh gọi là anh chia sẻ, anh gọi là cái gì không nói khó nói giải bày thì anh nhưng mà thực ra tôi nghĩ là cái tôi cầm cái đồng tiền này tôi cảm thấy là nó đau đớn quá. Đau đớn quá. Em sợ anh ạ. Anh thì coi như em thay mặt cho mọi người gửi thắp cho cháu nén nhang anh ha. Cũng không phải là nhiều, đây là 5 triệu là cái tâm lòng của mọi người. Gửi thì cũng mong anh cầm để lo hương khói dùng cho tụi em ha. Được cho con em đúng không? Nhưng là tấm lòng của nhà mọi hảo tâm nhé. Để tặng trong miền Nam ra đấy. Em từ trong Cần Thơ đi ra đây thật sự là cũng cái chặng đường đi ra đây cũng gian nan lắm. Ra đây thì mục đích là cũng muốn gặp gia đình của nạn nhân để mà thăm hỏi động viên đấy. Yeah. Thì anh cứ cầm cho em vui ha anh ha. Yeah, em thì em không biết là hoàn cảnh của anh là khó khăn hay là giàu có như nào. Giờ này nhà em cũng rất đông. Yeah. Các ban ngành ở trên tỉnh, huyện, xã người ta cũng đến mà. Thực ra em không muốn gặp,
em gặp làm cái gì? Em không muốn gặp ai cả. Con em chết là em hết. Con em tự, thực ra là em nói thật anh, em tự hào về con em. Em tự, quá tự hào về con em luôn. Học không giỏi nhưng ngoan, đẹp. Và bây giờ hy vọng của em là hết. Em sụp đổ, em cứ đi lang thang. Rồi thì cố gắng lên anh. Bây giờ mình không muốn thì cái sự việc nó cũng xảy ra rồi. Bây giờ biết sao giờ. Dạ. Thôi thì anh cứ cầm nói thật với anh là tôi cũng cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn các nhà gọi là hảo tâm rồi là đây tôi cầm cái chỗ này về hương khói cho cháu. Tôi thật đấy thôi chứ thay mặt thắp cho cháu lên hương thì tôi tiền này tôi thay mặt lăng tí tôi cũng đi tôi bái thôi. Em cũng xin giới thiệu với anh xíu, em là Thành Nguyên. Em có một cái kênh thiện nguyện là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Dạ, thì trong kia em đi ra đây thì hôm nay cũng là cái duyên gặp anh thôi, chứ cũng không phải là mục đích trước. Em không hề nắm được cái danh sách của bất kỳ một ai, bởi vì trong cái căn chung cư đó thì đa phần là tứ xứ không à. Nên thành ra là em cứ đi rồi em hỏi dò vậy đó, thì hôm nay tình cờ gặp anh ở đây. Dạ, thôi thì cũng biết nói sao, chúc anh nhiều sức khỏe anh ha. Dạ, cố gắng vượt qua nhé. Đây là cái tí tôi lại cung đức cái tiền này vào chùa. Vào chùa. Anh cứ nhận đi, tại vì sắp tới còn nhiều cái khoản để mà anh lo cho bé lắm. Ví dụ như cầu siêu rồi với chụp hồn bé nữa. Tôi bây giờ tôi tiền này tôi sẽ nhờ sư thầy tụng kinh cho con tôi hàng ngày, siêu hồn. Tôi xin của các anh là các anh cho tôi gọi ấy thì tôi sẽ bấy vào chùa. Để gọi nhờ chùa nhờ sư thầy tổng kinh. Cố gắng anh ha. Thực ra con chết thì là hết đau. Tôi cảm ơn. Vâng, chia buồn với anh và gia đình. Anh có hồn bé không?